Rồi, chào tất cả các bạn. Hôm nay mình tiếp tục đi vô vườn bứng cây mai con nữa các bạn ơi. Bứng rồi chỉnh sữa rồi quay cho các bạn xem chơi cho vui các bạn ơi. Quá trời mai con nhiều rồi, hôm nay mình kiếm cái cây nào cái lá nó già già cái mình bứng ha. Để mình bứng cái cây lá non quá nó chết các bạn ơi, nhiều lắm. Nhưng mà do lá còn non quá mình không có bứng nhiều được, mình lựa nay vài cây nào đó mình bứng thôi ha. Quá trời nè. Cây nào cũng có gốc thấy nó cũng ngộ ngộ đẹp đẹp các bạn ơi. Mình đi kiếm cái cây nào cái lá già mình bứng nha. Lá non quá anh bứng là nó ngấm củ tỏi à. Có cây này lá cũng già nè các bạn. Bây giờ bứng cái cây này đi ha. Mà không được cái lá này non các bạn ơi. Non bứng nó chết. Kiếm cái cây khác đi. Cái này đi các bạn ơi. Cái này đi, cái này cái lá nó cũng già nè. Rồi quyết định bứng cái này ha. Rồi mình đi lấy đồ nghề truyền thống lại nha, bứng nha các bạn. Rồi đây là cái đồ nghề truyền thống của mình nha các bạn, bứng ha. Đó quá, đứng lên nè. Đó, quá tốt các bạn ơi. Lắc nó. Đó. Rồi. Xong. Đây. Bạn xem đây. Một cây nữa. Rồi giờ vô trong đó đặng mình vô mình trồng nó ha. Quá trời cây con các bạn, nhiều quá trời luôn nè, nhóc hết trơn, quá trời hàng hà sa số à. Rồi giờ mình vô được cái chậu nó, giờ nó về nè các bạn. Cái chậu này bằng cái bình nước 5 lít ha. Giờ mình làm cái cây đổ nữa các bạn ơi. Cho nên mình vô cái chậu này cho nó cao rồi nó đổ xuống nó mới sau này nó mới đẹp được ha. Mình làm cái chậu cạn quá mình làm cái cành đổ nó không có thấp được ha. Rồi giờ mình lặt lá với mình vô dây mình chỉnh sửa nó lại là cái cây dáng đổ nữa nha các bạn. Rồi giờ mình lặt lá mình chỉnh sửa nha. Rồi giờ ở đây cái cây này nó có ba cái thân, một hai cái cành với một cái thân chính ha. Bây giờ mình làm cái đổ này cho nó hơi lạ lạ chút xíu, cho nó hơi vươn xa xíu. Giờ mình cắt bỏ cái cành này, mình giữ lại cái cành này làm cái cành lợp ở trên. Cành này làm cành lợp nha, cành này cành rơ dưới. Rồi giờ mình làm cắt bỏ cành này các bạn. Cái cành này nó dài nè các bạn, mình làm cái cành rơi thấp ở dưới ha. Cành này thấp ở dưới đi, cành này lợp ở trên. Rồi. Ôi mình đang quay bị trời mưa các bạn ơi.
mưa tới rồi mình tạm thời mình chia sẻ với các bạn vậy đây ha. Này mình uống mình xuống này cành rơi xuống thấp xuống ha, này rơi xuống xuống đây ha, còn cành này cành lợp ở trên ha. Rồi sau này mình làm xong mình quay lại cho các bạn xem ha. Giờ trời mưa tới rồi hết quay được bạn ơi, này ở ngoài vườn các bạn ơi, không có cái máy gì che hết trơn á. Thôi giờ mình tạm kết thúc video nhiêu đây, gửi cho các bạn xem đỡ buồn ha. Đó chứ mình định làm hoàn chỉnh xong mình mới kết thúc video, mà giờ trời mưa tới bạn nè, bạn xem nè, quá trời mưa rồi. Thôi chào tạm biệt các bạn nha. Giọt các bạn ơi, mưa tới rồi, giọt định ơi.